Rồi chào cả nhà nha, hôm nay mình lên mình quay tiếp các anh chị em. Bữa nay mình về là ba cái đuôi máy nha cả nhà. Đuôi ba đuôi máy Mitsubishi 651 nha. Và về làm ba cặp bánh nha cả nhà. Bánh thì cào về đồ cái mọt đồ có luôn cả nhà. Làm cho khách nha. Cái này là cái niềng lớn để làm cái bánh nha, niềng 95 nha cả nhà. Hiện tại cũng đang làm mấy bộ nhà, các nhà thấy đó, nó sẵn chuyến xe mình chở gì để mình làm cho khách luôn nha cả nhà. Đó, đang chuyện ba cái bánh với cào xuống trước nha, rồi hồi xuống ba cái cục số sau nha cả nhà. Thì mình chất vô một xe đó, mình phải lấy hết trơn cái sắt này xuống. Mình mới lấy cái đuôi nó xuống nha. Cái nhà theo dõi đi, hồi mình xuống ba cái đuôi cái nhà thấy là con nào cũng lấy là cũng đẹp trên cái nhà. Nói chung mình mua mình làm giao cho khách à, mình cũng lựa đuôi đẹp nha, đuôi xấu là mình không có lấy gì nữa cái nhà. Ăn thua giá cả là phải chăng thôi chứ không có lấy đồ tầm bậy nha cái nhà. Nó ba cái đó là câm đó cả nhà, câm mình xài câm 18 nha. Câm 18. Còn cái niềng lớn cũng 18 luôn cả nhà. Còn ba cái tiếp đó là để làm cào cả nhà. Cào với dầu đồ cả nhà. Còn quê năm đó thì để làm cái gầm mọc quê năm đang còn trên xe đó. Tại đợt này làm nguyên bộ cho nên mua cũng nhiều đồ cái nè. Cả nhà xem mình chuyển hết nó xuống rồi bắt đầu xuống ba cái cục số về cho cả nhà xem nha. Nó đây là mình làm tại nhà là cái nhà chứ không phải là công xưởng gì trơn nha. Nói cả nhà có ai mà làm cào bánh nguyên bộ gì đó thì cứ alo mình nha. Điện thoại mình có để sẵn trên màn hình luôn cả nhà. Đó, từ xuống nãy giờ cũng cực khổ thôi cả nhà. Dầm mưa lắc gắt xuống luôn. Nó ba cái ghe la này là mình để làm cái nẹp dưới cái lượng cao của cả nhà. Nó mình đặt nguyên bộ thì mình ca đây mình làm mình căn chỉnh sẵn về chỉ để đầu máy lên là về chạy như cả nhà là nó ngon lành cầm đào luôn nha. Đó, thấy mấy có cục số cho cả nhà. Quay thì nó cũng bị hơi chói hơi mờ cho cả nhà. Nó xuống cái mã bàn nè, ba cục số luôn đó. Nó bắt đầu xuống cục số thứ nhất nha. Nó ăn cục số nha. Ghim xuống nha cả nhà, chứ mà không có xe này không có cẩu nha, chỉ ghim tay xuống. Nó cũng không nặng không nha. Đùi nhặt thấy không, mới can thấy không. Chứ đùi cái này, cái đĩa này chủ yếu mình lựa sao cho nó ngon và ok nha. Quan trọng là mình lựa một cái ly với cái đồ cần số đó nè. Nó chở không hết cho nên có tháo cái bánh ra nha. Mấy cái gòn này mình tháo bánh ra chứ nó gọn chất mới hết. Tháo bánh thùng. Chỉ tháo con cục thôi, như nhà con cục số tháo, còn hai cục không tháo. Đây
Đó, cục cộng số thứ hai. Đó, mới căng nha cả nhà. Gù chưa? Trời mưa ớt ướt nó cũng phải trơn nè. Đó, tới cục số này, cục số thứ ba nè, cục số thứ ba tại mình gỡ hai cái bánh ra đó, cục số thứ nhất nãy nè, đẹp chưa? Nói chung là cục nào cũng khá đẹp nha các bạn. Đó, rồi cái gỡ cái bánh vô cái là đẩy gì xuống nha. Nó có đùi nha các bạn thấy không? Ba cái đùi là đùi nào cũng đẹp đẹp như thế này. Nó cả nhà có ai làm máy chặt đất này thì liên hệ mình nha. Nguyên bộ làm cào bánh gì đó mình cũng làm hết nha cả nhà. Tại hôm nay mình làm cũng nhiều lắm nha cả nhà, bánh đầu làm cũng giao cho anh em nhiều lắm. Nó cái này cốt là cốt ba cạnh nha, phải không trong nghề đó, phải không trong nghề cho nên xây cạnh kiếm chứ trong nghề là gắn một cái là ngay tóc như thế nào. Rồi nè, theo cái đuôi đẹp chưa? Đó, coi đuôi này, đuôi con thứ nhất hồi nãy nè, nó đẩy vô. Đó, đuôi này là đuôi thứ ba. Đó. Quá đẹp chưa cả nhà. Đó, bên này cái video mình chia sẻ cả nhà tới đây cũng tạm dừng nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ ủng hộ cái kênh nha. Nhớ cho mình một like, mình sẽ đăng ký cả nhà. Rồi chào cả nhà. Yeah.